Xin hai ra mắt tôi anh em ơi. Nhà nhà vui vẻ, người người vui vẻ. Nhưng mà em bé thấp quá anh em ạ. Thế mà ở trên bảng của Steam đây, họ vẫn ghi rằng là chỉ cần một chiếc CPU 4x750, cấu hình chỉ cần con cạc 1GB. Liệu rằng có chơi được không nhở? Hãy cùng thử xem nhé. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ có cấu hình gì? Đầu tiên là yêu cầu hệ điều hành Windows 10, cái này đơn giản. Tiếp theo chúng ta sẽ có một chiếc CPU có 4 thread, tức là 4 luồng nhé. Chưa nói là 2x4 luồng hay là 4x4 luồng, nhưng họ có ghi ở đây là tối thiểu là i5-750. Thế nên mình đã lựa chọn một chiếc CPU mang tên là Pentium G6405 anh em ạ. Em này thì có 2x4 luồng, số điểm cao hơn 750, nhưng mà mình nghĩ rằng trong thời điểm hiện tại nó vẫn là một CPU cực kỳ là yếu. Tiếp theo nữa thì nó yêu cầu là 8GB á. What? 8GB nữa? 8GB có vẻ hơi thiếu nhỉ? Nhưng mà không sao, đây, mình lựa chọn em 8GB đây, 266 luôn nhá, bởi vì em CPU này cũng không lên được 3200 đâu. Cho nên mình lựa chọn một chiếc G-SKU 8GB 266 để cho bộ máy CS2 của chúng ta. Và một chiếc nữa đó chính là một chiếc cạc màn hình, yêu cầu là cả cạc 1GB, hỗ trợ DirectX 11 và shader model 5.0. Bây giờ khó nhờ, kiếm cạc 1GB khó đấy. À, đợi mình tí. Đây anh em ơi, đây rồi. Thì mình trong phòng mình tự dưng có một chiếc cạc màn hình GT730 có đến tận là 2GB RAM, nhưng mà lại là DDR3, tất nhiên là nó hỗ trợ DirectX 11 rồi và cũng có shader cao cao một chút. Và cùng thử xem em này chơi CS2 trong cái mức gọi là cấu hình yêu cầu nó có chơi được không nhá. Và cuối cùng thì là yêu cầu 85GB ổ cứng, thế nên là mình sẽ làm một ổ cứng 122GB. Ok nhá, bắt đầu lắp tôi nào. Ok xong rồi. Xin giới thiệu với anh em chiếc máy tính của chúng ta. Ok, vậy chiếc máy chúng ta đã hoàn văn thiện rồi anh em ạ. Và nhìn nó thì thực sự là hơi xấu anh em ạ. Bởi vì cái bộ máy này nó rất là rẻ, mức tiền của nó cực kỳ là thấp. Trong này chỉ có một chiếc chip Pentium này, 8GB này, 730 này, H510 này, vân vân. Nói chung là những cái đồ rất là dởm, rất là rẻ, rất là gọi là vừa số tiền đấy, có thể gọi là như thế. Có duy nhất một cái điểm sáng ở trong bộ máy này, đó chính là chiếc ổ cứng của nó. Trong đây thì mình đã gắn một chiếc ổ cứng NVMe 4.0 đến nhà Kingston, chính xác hơn là NV2S anh em ạ. Em này là một chiếc ổ cứng cực kỳ là rẻ luôn. 1T trong này ấy, mình mua là có mỗi 1.3 ra 1.2 đâu ấy. Quá là rẻ luôn. Mức giá đấy thì bằng ngang với cả một chiếc ổ cứng HDD bình thường rồi, 1T nhá. Đấy. Thế thì tại sao lại như thế, trong khi mà mình có thể gọi là thay vì mình sử dụng một cái ổ cứng 128GB thôi hay là 120GB thôi để chứa game CS:GO này, CS2 này, thì đơn giản là em này mới được thay thế làm ổ cứng test của mình, đơn giản bởi vì chất lượng nó cao này, tốc độ nó cao này, mà mua nó cũng dễ nữa chứ. Dung lượng nó lớn nữa thì quá là tuyệt vời rồi đúng không? Nhưng tại sao nên là mình phải test tựa game Counter-Strike 2 như này? Thì gần đây là Valve vừa mới nâng cấp CS:GO thành CS2 và CS:GO gần như là không thể chơi được nữa, tức là không thể chơi được chứ không phải là gần như không thể chơi được nữa, trừ khi anh em tải bản crack cũ về. Còn bây giờ hoàn toàn tất cả mọi người đều chơi CS2 và CS2 thì có những sự nâng cấp nổi bật hoàn toàn luôn, từ DirectX 9 này sang DirectX 11 này, thêm rất là nhiều hiệu ứng foliage này, hiệu ứng nước, hiệu ứng cây, hiệu ứng cỏ, hiệu ứng đạn, hiệu ứng gió, hiệu ứng khói, hiệu ứng mây, hiệu ứng bùn, hiệu ứng tất cả các loại hiệu ứng luôn, cực kỳ là nặng. Mà trong khi cái mức cấu hình cơ bản của họ ấy, requirement của họ ấy thì cực kỳ là thấp luôn. Bây giờ hãy cùng gaming để test xem là Valve có cần nâng cấp không nhá. Ok, hiện tại thì mình vừa mới vào game CS2 rồi anh em ạ. Và phải công nhận là em ổ cứng này load game nhanh thật đấy. Nhưng mà trong thời điểm hiện tại này, trong những gì mà mình đang nhìn này, thì có vẻ như là game đã tự động cho chúng ta ở mức là Full HD, bởi vì nó là cái kiểu màn này. Và FPS thì chỉ có 10-11 anh em ạ, 10-11 nhá. Một mức FPS cực kỳ là thấp luôn. Thế này nếu mà bây giờ mình chơi thì chắc là điên mất. Để mình thử chơi nào, vào thử chơi nhá. Làm trận đút hài này. Ok, vào được trong rồi anh em ạ. Và hiện tại chúng ta đang ở mức setting gì? Câu trả lời chắc chắn là thấp nhất rồi anh em ạ. Đây, thấp nhất rồi. Và nó còn đang bật Fidelity FX Super Resolution, tức là FSR ở mức performance nhá. Mình không nhớ là nó giảm có một nửa kích cỡ hay là gì, mình không nhớ là giảm nửa hay giảm 3, nhưng mà nói chung là đây, nhìn này, nhìn cho nó ngáo lắm, nhìn thực sự rất là ngáo luôn. Và hiện tại mình đang thấy ở đây thì mình vẫn đang chơi ở mức khoảng tầm 20 FPS, và này thì như một bộ phim luôn anh em ạ. Mình có giết được người không? Câu trả lời là không nhá. À, giết được, nhưng mà chết rồi.
Thực sự là đây phải nói, đây là FPS của một bộ phim luôn. 24 frame, 30 frame nhiều khi còn chưa được. Bây giờ mình xin phép giảm độ phân giải xuống và thử gọi là xem là mình có chơi được không nhá. Rồi, thì kể lại một câu chuyện đi, mình chơi game từ rất lâu rồi. Mình chơi CSGO từ rất là lâu rồi. Và ngày trước thì mình chơi trên HD Graphics. Và mình cũng từng chơi ở độ phân giải cực kỳ là thấp, với một cái mức FPS cũng cực kỳ là thấp luôn, khoảng tầm 40 FPS, 50 FPS thôi. Và bây giờ thì mình làm thế nào đạt mức FPS đấy? Là mình sẽ bật widescreen thì đổi thành normal là 4:3 này. Đồng thời mình để xuống là 640 nhân với cả 480 nhá. 640 nhân 480, mình apply cái change đi. Và chúng ta sẽ được... Ôi ôi. Cách mượt nhất nha. Đấy, ôi rồi ăn luôn. Đây, anh em ạ, đây là cách mà ngày xưa mình hay chơi game đây. Nhìn cho nó mờ như này mà lại còn đang có cả Fidelity FR rồi. Dẫn tới cái việc mà chúng ta sẽ có một độ phân giải nhiều khi còn thấp hơn cả 480p nữa. Và độ phân giải này thì thôi anh em ạ, nhìn trông địch ở xa rất khó luôn. Địch ở... Đây này. mà nhá, nó bị vấn đề như này, bởi vì nó là upscale. Thế nên nếu mà anh em để ý này, có những cái phần nó không có đủ thông tin, bởi vì là độ phân giải nó quá thấp, dẫn đến việc upscale nhìn rất là mù mờ. Và đằng xa đây mình thực sự mình không nhìn gì luôn, như kiểu là mình đeo kính cận 5 độ ấy, kiểu thế. Đấy, mình vẫn nhận được người nhá. Nhưng bây giờ cùng thử cố gắng có được 5 kill trong cùng một lúc tại một lần chưa chết nhá. Thử nhá, đây này, nó có cái thẻ bài thế này, 5k vẫn là nó hiện ngay này. Rồi, làm lại cuộc đời nào, xem là mình có thể ăn được không nào. Rồi, một mạng này. Mình đang không đeo tai nghe nhá. Hiện tại là mình đang không cắm bất kỳ cái tai nghe nào vào trên chiếc máy này nhá. Vậy đây sẽ là một cái thử thách cực kỳ là lớn đối với mình khi mà mình chơi cái game này. Đây, và hiện tại mình đang ở mức FPS trung bình khoảng tầm 60 tới 59. Thỉnh thoảng giật giật xuống, giật giật lên anh em ạ. Đây rồi, hai mạng rồi. Nữa nào, ra mid check đi nào. Có đi không? Không thấy. Check sau, không có tai nghe, không biết được, nên là phải check liên tục. Không có. Ok. Lên sai. À đây rồi. Ê, ba mạng rồi. Ui. Reset rồi, cay thế nhở. Đợi tí nhá. Mình làm phát 5 mạng cho anh em luôn. Gọi là thành bại tại kỹ năng. Bỏ cái máy tính nhá. Đây rồi, trên này có người này. À, một mạng nữa. Ôi. Cay thế nhà. Không thấy à. Này thì hai mạng rồi nhưng mà không có máu. Ok, đấy ôi đâu. Có máu rồi. Nấp phổi. Ok, tiếp ạ, ra chiến trận tiếp ạ. À, 4 mạng rồi anh em, 4 mạng rồi. Ok. Ui, cái gì nhở? Hey, cái này nhá, tại sao mà lại mình muốn anh em mua một chiếc máy tính xịn xó một chút? Bởi vì là khi mà anh em ở cái mức FPS thấp như này thì nó sẽ rất là bị delay khi mà di chuột, đặc biệt là khi mà anh em vẩy như này, đấy, vẩy liên tục như này thì nó sẽ bị delay rất là nhiều và anh em khó tracking theo địch lắm. Thực sự là tất cả địch chỉ nhìn trông như một cái đốm thôi anh em ạ, mình chỉ nhìn thấy một cái đốm thôi. Đấy, rất là khó để ngắm bởi vì là địch nhiều trông như một cái đốm và FPS thì còn thấp nữa chứ. Nhưng mà vẫn chết thôi bạn nha. Đây là đang ở Dustside nhá, là một cái map mà rất nhiều anh em chơi nhá. Mà lại còn như này rồi thì không biết là đến sang map kiểu Mirage, Mirror thì thôi. Mà đặc biệt mấy cái map mà Overpass, Overpeak, con nước, con niếc ấy thì thôi. Hết cứu luôn anh em ạ. Bởi vì lúc đấy thì gọi là hiệu ứng nó rất là melee luôn. Cái việc khi mà chơi FPS thấp như này vẩy cực kỳ là khó chịu luôn. Bởi vì đấy anh em nhìn thấy không? Kiểu cứ mỗi khi mình bắt đầu sấy là mọi thứ nó lại xuống rồi không? Xuống FPS. Mình sấy là bắt đầu xuống 30, di chuyển không thì là 60, nhưng mà xuống sấy thì là 30 anh em nhá. Nên là cực kỳ khó chịu khi mà tracking địch luôn. Và mình sẽ không dùng shotgun nhá, bởi vì là shotgun hiện tại đang khá là OP trong thời điểm hiện tại. Trong CSGO bây giờ, CS2 bây giờ, bởi vì là shotgun nó dễ bắn. Hơi khốn nha. Một này. Không nên ở mấy cái khu vực kiểu này, mấy khu vực kiểu này dễ chết á. Bởi vì là đông địch. Xem nào. Địch đâu. Ok. Ba địch. Vào nấp. Hồi máu. Rồi. Bốn địch. Một cuối. Cuối ngu. Hết. Chặn rồi. Thôi, hiện tại là mình rất xin lỗi là mình không được 5, nhưng mà ít ra là mình được vị trí thứ 4. Có vẻ như là câu chuyện cuối cùng là thành bại tại kỹ năng đấy cả anh em ạ. Không quan trọng về cấu hình. Nhưng mà đúng công nhận là nó có thể chơi được
nhưng điều đó không có nghĩa là chơi thoải mái. Mình biết rằng tuy rằng có sự hỗ trợ của chiếc ổ cứng để có thể load game nhanh hơn, compiling mọi thứ nhanh hơn, mọi thứ đều ngon hơn. Bởi vì nếu anh em check nhá, thì đây này, CPU này không dùng hết này, RAM 8GB cũng không dùng hết này, gần hết thôi. Nhưng mà card này, card là thứ yếu tố bị gọi là nguy văn hiểm nhất này. Và nó bị ping ở 700MHz luôn. Đơn giản, đây chỉ là một em card GT730. Nhiều khi nó còn là con GT420 hay là 430 rename lên ấy. Bởi vì em này dùng DDR3 và mình không biết chip trong này là con gì. Nhưng mà đấy, có khả năng là như thế, dẫn đến mức hiệu năng thấp đến như này. Nếu mà bây giờ mà là phiên bản DDR5 thì chắc là hiệu năng lên gấp rưỡi. Nhưng mà thực sự 60fps thì nó cũng rất là tệ trong một tựa game FPS như thế này. Nếu mà anh em hứng thú với cả bộ máy này ấy, thì anh em có thể check ở đường link dưới mô tả. Nếu anh em hứng thú với cả chiếc ổ cứng Kingston ấy thì cũng ở dưới mô tả luôn. Còn nếu mà anh em muốn mua những bộ máy có thể chơi ngon CS:GO hơn ấy thì hãy check những video trước của mình nhá. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem lần này và hy vọng gặp lại anh em ở video sau nha.